Những ngày này, khi đi trên tuyến đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, người dân du khách sẽ không còn thấy cảnh tấp nập buôn bán tại chợ đêm Ninh Kiều. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi cảnh quan chợ không còn như trước, cũng như thắc mắc về việc chợ dừng hoạt động. Cuối tuần nào thì em cũng gần như là từ nhỏ tới lớn em được ba mẹ chở ra chợ đêm Cần Thơ chơi nè, ngắm đồ nè, gấu bông nè, tất cả các mây cối gì các cô bán thì em cũng đã đều được chứng kiến từ nhỏ tới lớn. Em có tiếc chứ, tại vì đây cũng giống như là một cái signature khi mà người dân tới với Cần Thơ thì ai ai cũng đều một lần ghé qua chợ đêm. Họ có nhiều người kiếm mua quần áo á, là cũng đi ngang cái nói trời ơi sao chợ đêm này nó dẹp đâu rồi. Thì hôm nay không có chợ đêm thì mấy hai con đường này nó cũng vắng lắm, không có khách, băng chậm lắm. Có bữa từ sáng tới chiều á, không có ai hỏi đó. Tại vì cái này nhà mình á, thành ra mình còn ở đây buôn bán được chứ nếu mà nhà mà mướn nó cũng khó lắm. Là ta trả nhà. Bây giờ mình mong muốn cho có cái chợ đêm lại nặng cho nó có sung sung chút, đông người, vậy đó, nặng dễ bán. Được biết, cuối tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn, thí điểm tại quận Ninh Kiều. Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều đã tham mưu chọn đơn vị đấu giá và tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư. Trong thời gian này, nhà đầu tư cũ tiếp tục được phép gia hạn đầu tư khai thác chợ đêm đến khi có nhà đầu tư mới. Hiện nhà thầu mới đã trúng thầu, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cũng đã có công văn yêu cầu nhà đầu tư cũ dừng hoạt động chợ đêm trên tuyến đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan. Đối với liên quan cái tình hình chợ đêm Ninh Kiều trong thời gian gần đây đó, thì còn quận Ninh Kiều đã cho tạm dừng các cái tiểu thương hoạt động để cho cái công tác chuyển giao giữa chủ đầu tư cũ và chủ đầu tư mới. Tuy nhiên cái việc chuyển giao này gặp một số các cái trục trặc giữa chưa có sự thống nhất giữa ba bên về một số các cái công việc. Tuy nhiên thì nó không lớn. Tình hình này thì cũng sẽ sớm hoạt động lại. Thì trong cái thời gian sớm nhất thì quận cũng sẽ làm việc với các bên để mà thống nhất giao mặt bằng cho cái đơn vị chủ đầu tư mới để khai thác. Và cũng đồng thời là tạo điều kiện cho các cái tiểu thương quay lại kinh doanh mua bán ổn định để mà phát triển cái kinh tế ban đêm cũng như là thu hút khách du lịch trong cái thời gian sớm nhất. Khu vực bến chợ đêm Ninh Kiều là trung tâm buôn bán, đồng thời cũng là điểm vui chơi giải trí du lịch hấp dẫn thu hút du khách mỗi khi đến với Cần Thơ. Có thể nói hình ảnh chợ đêm Ninh Kiều tấp nập người mua người bán đã vào đời sống của người dân nói riêng và du khách cả nước nói chung. Đây cũng là nơi kiếm kế sinh nhai của hàng chục tiểu thương từ việc bán quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em. Trước tình trạng trên, nhiều tiểu thương và du khách mong muốn chợ đêm sớm hoạt động trở lại bình thường, cũng như góp phần phát triển kinh tế ban đêm cho thành phố Cần Thơ.